hay nè. Bây giờ này có nhiều người gọi rồi nhiều người gọi cho Tuyết Nhi rồi đó. Tại vì trong thiệp mời á ghi là gọi có cái gì thì gọi cho Tuyết Nhi để mà Tuyết Nhi hướng dẫn. Đó, bây giờ mình vô đây rồi hỏi gọi Eric coi nó đang ở đâu rồi. Nó có dặn người ta không? Dặn người ta bảo vệ ở ngoài á, dụ như mấy người khách mình có tới á, mình phải nói là sẵn số 4 á. Ờ đúng rồi. Đẹp quá ha. Trang trí cũng đẹp ghê nè. Cũng xa quá ha. Người ta cái tàn tật sao người ta đi trời. À đây phòng của mình đó. Nụ cười mừng Chúa phục sinh. Đức tới sớm chưa? Hello Đức Trung. Hello Cầm Thới lộn hello. Hello Tuyết Nhi. Đưa áo cho Hạ Vi. Cái buổi tiệc này á thì em hơi run nên là thôi cầu nguyện. Cố lên. Xin Chúa sáng soi cho những việc mà chúng con đang làm từ khởi sự cho tới hoàn thành đều nhờ bởi ơn Chúa. Cố lên. Rồi cố lên. Yeah. Rồi đó. Rồi thôi tới các em có động lực liền. Nãy ngọn luôn không biết tỉnh. Không biết sao nhưng mà thôi thì cứ để phó thác cho Chúa già dần dần lên cho Chúa đi. Chúa lo. Ở đây có cái này gì đây? Ca sĩ mình ngồi tim đồ gì đó. À ekip ca sĩ hả ghê vậy. Ủa còn cái này gì vậy? Phong Lan là do bên chị Quân. À đúng rồi. Chị Quân tài trợ để cho mình làm quà cho tới đem về đó bánh bông lan. Wow, chỗ bánh bông lan có nho khô kìa. Đẹp quá ha. Cái này làm quà phục sinh. Đó. Thì bao nhiêu phần? 100. Wow, 100 là đủ rồi. Dư luôn. Bên đây có sơ bên Tân Thông. Sơ Tân Thông với lại sơ Nga. Sơ Nga sẽ dẫn những em kiếm thị tới. Rồi sơ Tân Thông nè. Rồi ở đây là máy ấm nhiệt hồng, là các bạn kiếm thị ở máy ấm nhiệt hồng. Bên sơ để ai giúp dân nghệ đúng không? Sơ Bích Ngọc. Đó, máy ấm nhiệt hồng. Rồi ở đây là bạn số 1, là bạn số 2 là những người mà em mời trên đường phố thấy đi ra đầu đường thấy người nào cái là nhờ dẫn vô. Ủa nhưng mà người ta đi theo kiểu nào người ta đâu có biết. Sẽ có người dẫn vô hết. Vậy hả? Em có set up rồi. Ở bên đây là nhóm chị Loan, chị Loan là đồng bọn của mình. Chị Loan sẽ giúp em chạy mời 10 người thì chút nữa là chị Loan sẽ ngồi đây chung với lại những người già mà chị Loan đã mời, những người già lớn tuổi neo đơn thì chị Loan sẽ mời. Anh Trung cũng vậy, cái này là anh Trung. À, anh Quang Trung, Đinh Quang Trung. Anh Trung sẽ mời. Còn Thanh Thị Cao cũng sẽ có mời những người già, những người neo đơn. Thanh Thị Cao xin 4 người. À, người nghèo đúng không? Rồi có bé Minh Anh nữa. Ủa sao nhóm anh Trung ở đây nữa? Nhóm anh Trung là mấy người, Trung với lại bạn của chị Loan là anh Trung. À, là tất cả là 30 người. Có bé Minh Anh nữa. Ồ, có bên Minh Anh nữa hả? Ý trời ơi. Tiệc 8 bàn, chuẩn bị cho Cam Thơ cái nơ màu cam luôn. Vui, nó vui, nó cười. Giỏi quá, Trung giỏi nè. Nói chung là được 1% rồi đó. Thành công 1% rồi đó. Còn 99% nữa. Và em cũng cảm ơn anh Hiếu, chủ làng nữ Nam Bộ cũng đã discount giá cho em một cái giá tốt để em tổ chức một cái tiệc. Rồi em cũng cảm ơn MC sẽ có một bạn MC rất là đẹp trai đến để dẫn chương trình cho mình. Rồi sẽ có ca sĩ Đức Anh là một đứa em trai của em. Đức Anh thì nó chuyên về ảo thuật và nó hát cũng rất là hay. Đức Anh nó là nhạc sĩ, ca sĩ, rồi ảo thuật gia. Rồi có Bảo Trưng nè, rồi Cầm Thơ nè. Diễm Phương có không? Có Diễm Phương nữa. Nhưng mà... Em có chuẩn bị đổi tiền cho Thơ rồi. Thì chúc mỗi người sẽ là một tờ 500 ngàn làm quà phục sinh đi về. Không có bao thư bỏ vô hả? Em lúc đầu em định bỏ vô bao thư nhưng mà em nghĩ là khi mà mình đưa như vậy thì họ thấy tờ 500 ngàn họ sẽ vui hơn và họ về họ sẽ cất kỹ. Còn à, ý là mình nói bỏ bao thư không biết nhiều trong đó hả? Thì mình cũng nói được vậy hả? 500 ngàn
thôi kệ không sao. Ờ, để đây nha, chúc em đưa. Ok. Ui, đẹp quá. Thương quá đi. Chỉ là khi đi vào trong, em bị sạch. Đẹp quá. Các bé là tám mặc cái đồ này luôn. Mặc cái đồ mà 8 năm no luôn. Nhưng mà tiếc gì Hạ Vy nó không có cho. Nó nói là phải mặc áo đầm. Áo đầm. Đúng. À, biết lúc đầu anh bắt tôi mặc gì rồi, anh bắt tôi mặc đồ bộ. Tại vì đó là khi mà mình muốn hòa đồng với mọi người thì mình phải mặc đồ giống như mọi người. Nên Sơn Sơn nó không có đồ bộ để mặc. Thôi để tao mặc đồng phục và đắp thơ. Cái nó ok. Rồi hai đứa này nó kiểu, cô phải mặc áo đầm. Nó ok, áo đầm cũng may, tự nhiên có cái áo đầm mới mua bữa chưa có mặc nè. Xong mình mặc luôn. Tại vì mình lên sân khấu mình phục vụ văn nghệ thì mình phải mặc đồ cho nó đẹp để mọi người thưởng thức. Chứ thật ra cũng đâu có muốn mặc đồ đẹp, chỉ muốn mặc đồ mà tán năm thơ thôi. Nghe mấy nói con thơ sao? Dễ thương quá. Dễ thương quá trời, dễ thương luôn. Trời, cảm ơn nha chị Nga. Đáng được có bánh. Hai chị trong ekip. Trời ơi, chị nói cái gì vậy? Dâm dứa, sữa cho hai đứa. Cảm ơn chị Thảo. Ôm nè, mấy hậu. Dạ, cô anh. Cô anh tới kìa cô. Cô anh hello chị ạ. Dạ, mặc vô luôn á. Bà bên nhớ mời cô anh. Chủ quan, bên chủ quan. Dạ, bà có đây. Chị bao nhiêu tuổi hôm nay chị? Em 26. Chị hiện tại chị sinh sống ở ngày nào? Em
mà bán tập viết cho học sinh ấy, bán gì học mà. Xong thì cũng khó khăn đó, em nuôi mẹ già, đi làm đi bận, nhà thằng nó cầm chạy ba lo. Cái con nói là chính mà chồng là kinh tế, giống như em vừa phải nuôi mẹ già, mẹ bị hai mắt cường luôn, có thể bị bỏ khi có tiền bỏ. Chồng em thì cả nào cũng cần cả ba ngày, còn đứa con gái thì đang học chính. Sau khi mà chị cổ nói giấy năm tới mười còn sống rồi được đi nữa còn sống được đi nữa đó thất vọng quá nha cố gắng không mười còn để rau bán được mà dạ để rau bán được ok mời mời chú nha nha cô mời cô vô nha nhớ cô không? Dạ, dạ có. Cái cam cơ nhớ không? Dạ có. Dạ có. Bà nhớ lên bà ca nha. Bà bám cam cơ rồi nhớ hay ghê. Cái giọng nói là biết hay hay. Xin chào Sơn nha. Chào Sơn. Dạ, cảm ơn Sơn. Cảm ơn Sơn đã đến. Nắm tay nhau thật chặt. Giữ tay nhau thật lớn. Hallelujah.
Dạ con chào sơ. Mấy ông tâm. Dạ con chào sơ ạ. Dạ mời sơ. Dạ con chào sơ. Dạ con chào sơ. Dạ con chào sơ. Ủa hòa phục sinh đi sơ tặc. Đây là sơ kính là cỡ máy ấm tân thông mà sẽ là có sẽ tặng cho máy sơ cái máy nước máy 90 triệu làm nó để trong nước uống cho các cụ bởi vì nó đã hư rất là nặng. Cảm ơn ca sĩ Cam Thơ như tất cả mọi người nguyên nhân sơ kính có mặt cũng như không có mặt hôm nay nha. Dạ cảm ơn mọi người cho ngồi nha. Chị sẽ cho mẹ em đi. Dạ cảm ơn chị em. Không biết nữa. Chắc là chưa nên là biết ca sĩ đâu, có điều ca sĩ bao giờ đâu nhỉ? Sao rồi? Thì chị Lan có thể nói sơ về hoàn cảnh của mấy ông mấy bà ở đây giùm em. Rồi. À, này là dì Hai. Dì Hai lớn tuổi lắm rồi, không có khả năng lao động nữa đâu, mà dì Hai cũng bệnh đủ thứ, chân thì yếu nữa, nên là mời dì Hai tới đây, dì Hai cũng đạo công giáo, dì Hai cũng mừng lắm, dì Hai cũng thích đi lắm, nhưng mà sức khỏe cũng không có cho phép, nên là không hỏi kỹ lắm, đi được đúng không? Dạ, dì Hai bao nhiêu tuổi dì Hai? Mới có 70 mấy à, chưa được 100. Dì Hai hiện tại là sinh sống bằng gì dì Hai? Người không giật trời. Người không giật trời rồi lấy gì ăn dì Hai? Dì Hai chạy ơi. Dì Hai hay sinh từ thiện rồi á. À dạ. Rồi còn mấy anh chị ở đây? À, chú Bảy. Chú Bảy thì ở nhà trọ gần nhà. Nhưng mà chú Bảy không có vợ con. Neo đơn. Chú Bảy cũng khó khăn, chạy xe ôm. Mà chị bị tật chân của chị bị tật hồi nhỏ rồi cái chân của chị đi nó yếu lắm, chị đi bán cái số. Còn này dì Mười là bán rau ở gần nhà. Dì Mười cũng lớn tuổi lắm rồi mà cũng có con cháu nuôi nên phải đi bán. Còn mấy dì này á, thì cũng ở xa nhà em nhưng mà mấy dì cũng khó khăn lắm. Mấy dì đi ra ngoài cái bệnh viện mà gần nhà mấy dì xin đồ bệnh viện ăn chứ mình không đi làm. Mỗi ngày cứ tới cửa bệnh viện á, chờ người ta cho đồ bệnh viện. Thôi con chúc con mấy dì một buổi ăn thật là vui, ăn ngon miệng nha. Alo, con xin kính chào các sư, các ông bà đã đến sớm, với lại các em kiếm thị nữa nè. Bên này là có các em kiếm thị mặc áo màu xanh đó, rồi mình có các ông bà hôm nay là những người già neo đơn, những người khổ, những người nghèo và những người khuyết tật. Hôm nay là buổi tiệc nụ cười của chúng ta và Tâm Thơ rất là cảm ơn những người đã tới sớm trước giờ mời hôm nay. Chúng ta cho mình một tràng pháo tay thật là lớn. Rồi các em kiếm thị vỗ tay lớn nhất nha. Buổi tiệc hôm nay mình mời là 11 giờ nhưng mà các ông bà các em tới là sớm, xin cảm ơn. Và bây giờ khách của chúng ta lần lượt đến và có thể là mình mở màn một là đúng giờ, hai là trễ chút xíu thôi tại bây giờ mình cũng đông đủ, cũng gần đủ rồi đó. Hôm nay là mình có một buổi tiệc nụ cười và bên cạnh đó là chương trình ca nhạc phục vụ cho các ông bà và các em rất là đặc sắc.
cũng như là có những ca sĩ như là ca sĩ Cam Hương và một số ca sĩ bạn bè đến đây để giúp vui văn nghệ, và đặc biệt hơn là có một sự phục văn nghệ của các em khiếm thị Mái Ấm Nhật Hồng. Con cũng có hân hạnh là có mặt của các sơ đến đây để dự chung vui cái buổi tiệc hôm nay của chúng con. Có sơ Nga ở máy ấm khiếm thị, cái sơ Nga là sơ coi tất cả các máy ấm của trẻ em khiếm thị. Rồi có sơ Kính là coi tại máy ấm Tân Thông, là giúp cho những người già neo đơn. Thì một chút nữa đây thì con cũng sẽ mời các sơ lên đây để mà có một vài lời trong một cái ngày phục sinh, mừng Chúa phục sinh hôm nay. Tại vì bây giờ trong thời gian chờ đợi thì con lên con nói tào lao mía lao cho nó vui một chút, rồi chừng nào mà vô chương trình chính thức thì con sẽ mời MC đàng hoàng, chứ con không biết làm MC, con chỉ biết nói chuyện tầm lum bà la thôi. Đó, khách chúng ta từ từ hình như cũng gần đủ đủ rồi đó. Menu của chúng ta gồm có 5 món ăn, 56. Xin mời Trung, Eric Trung là một người đã nghĩ ra buổi tiệc này, và Eric Trung là người lấy ý tưởng từ cha Trần An ở Đức Mẹ La Vang. Thì xin mời Trung, chưa có mở màn chương trình mà giới thiệu món ăn trước đi tự nhiên lộn. Menu hôm nay chúng ta sẽ có là món đầu tiên là súp cua gà xé, món thứ hai là gà nướng lưu xôi chiên, món thứ ba là cá chiên sốt chua ngọt, món thứ tư là lẩu nấm Thái Lan và bún, món thứ năm là rau cao dừa Nam Bộ. Ủa, có no không ạ? Những món này ăn gì có no không ta? No. Nếu không no thì con kêu thêm. Con cảm ơn rất là nhiều. Em đến từ máy ấm Nhật Hồng nha, mà thưa quý vị, chúng ta cùng dành một tràng thật lớn đúng không ạ? Dạ. Bây giờ ta hơi nhỏ xíu, em đợi dây rắc, cho nên là mọi người lắng nghe thật kỹ các anh chị nha. Rồi bây giờ xin mời con nha. Vũ thế thật lớn cho con được không ạ? Dạ, trong bây giờ đợi chúng ta có những thanh âm như thế này sẽ vui hơn các anh chị nha. Bây giờ xin mời các sơ với các bé đến từ máy ấm Nhật Hồng lên sân khấu nha, để bắt đầu chương trình từ buổi trưa ngày hôm nay. Mà thưa quý vị, cùng dành một tràng thật lớn để chào đón các sơ và các bé đến từ máy ấm Nhật Hồng. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần biểu diễn đến từ các em đến từ máy ấm Nhật Hồng. Dạ, lời đầu tiên xin cho các con xin được gửi lời chào đến cô Cam Thơ và các coi vô các anh chị đang có mặt ở đây một lời chào trân trọng nhất ạ. Dạ, con tên là Trường Giang, con đến từ máy ấm Thị Nghè. Thì hôm nay con cũng rất là vui khi mà có cơ hội được đến đây tham dự cái buổi tiệc này.
Dạ, con cũng xin hết lòng cảm ơn các cô chú đã tạo điều kiện cho chúng con đến đây. Dạ, trong cái buổi ngày hôm nay thì rất là đặc biệt là một ngày mà Chúa đã sống lại. Thì trong tâm tình ấy thì con xin được gửi tặng đến cô Cam Thơ và các cô chú một bài hát mang tên Hải Hoàng Ca. Dạ, xin mời mọi người cùng lắng nghe. Con xin gửi lời chào đến cô Cam Thơ một lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Dạ, con xin tự giới thiệu, con là Võ Đình Hoàng, hiện đang ở Mái Nhìn Hồng Thiên Hà. Sau đây, con xin tặng cho các cô chú, quý ông bà và cô Cam Thơ một được là hai bài hát. Bài hát đầu tiên con xin tặng là bài Gánh Mẹ. Cho con gánh mẹ nỗi lòng, cả đời mẹ ta cào tầm cánh con. Cho con gánh mẹ đau nỗi, cả lòng mẹ ta gánh con biết thời. Để con gánh mẹ đừng con, rồi khi mẹ mất buồn mạng gánh ta. Cảm ơn Sơn, cảm ơn hai con rất là nhiều nhé.
rất dễ thương và mang đến chúng ta rất nhiều cảm xúc khác nhau. Xin mời Sơn Anh lên sân khấu sẽ có rất là chia sẻ cũng như là chúng ta sẽ bắt đầu buổi tiệc ngày hôm nay với nghi thức làm dấu để mà chúng ta sẽ có được những cái sự an lành trong cuộc sống. Xin mời Sơn Anh nhé. Con xin kính chào quý ông bà, quý cô bác và tất cả các anh chị, và đặc biệt là chào ca sĩ Cam Thơ và các bạn ở trong nhóm của chị Cam Thơ. Trước hết thì con xin thay mặt cho tất cả hơn 630 em khiếm thị ở 11 mái ấm của chúng con trong cả nước, một lần nữa cảm ơn ca sĩ Cam Thơ và tất cả mọi người đã hết lòng ủng hộ và hỗ trợ cho chương trình phục vụ trẻ khiếm thị của Hội Dòng Mới Thánh Giá Thủ Đức chúng con. Qua nhiều lần làm các chương trình trên YouTube thì ca sĩ Cam Thơ cũng đã tạo cơ hội cho chúng con có thể chia sẻ với mọi người về chương trình của chúng con, và cũng kêu gọi tất cả quý vị ân nhân giúp đỡ cho chương trình của chúng con. Và đặc biệt là ngày hôm nay chúng con rất vui là được đến đây, trước hết là để được gặp quý ông bà, anh chị em, được gặp ca sĩ Cam Thơ và tất cả các bạn. Trong niềm vui của ngày Chúa Phục Sinh, và chúng con kính chúc tất cả quý ông bà, anh chị em cũng như là ca sĩ Cam Thơ và các bạn được thật là nhiều niềm vui, nhiều bình an và ân sủng của Chúa, cũng như là sức sống mới của Chúa Giêsu Phục Sinh. Và bây giờ chúng con kính mời tất cả chúng ta cùng đứng lên để chúng ta dâng lên Chúa lời tạ ơn trước khi chúng ta cùng nhau chia sẻ niềm vui qua bữa tiệc mà chị Cam Thơ đã có nhà ý mời mọi người đến để chúng ta gặp gỡ nhau và chia sẻ niềm vui với nhau. Thưa những cha và con và những thần con ơn. Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa đã cho Chúa Giêsu Kitô được phục sinh từ cõi chết, từ đó đem lại niềm vui và niềm hy vọng cho tất cả chúng con. Cho dù là trên hành trình như thế này, chúng con đang bước đi với những khuyết tật nơi thể lý của mình, hoặc là chúng con gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống, nhưng mà chúng con tin rằng Chúa Giêsu Phục Sinh luôn luôn đồng hành và luôn luôn ở bên cạnh chúng con và dẫn đưa chúng con đến quê trời vinh phúc, là nơi mà tất cả chúng con sẽ được gặp nhau, sẽ được sống trong tình yêu của Chúa mãi mãi. Nơi đó không còn đau khổ, không còn bệnh tật, không còn những nỗi buồn phiền hay lo lắng. Nơi đó chúng con được sống hạnh phúc đời đời bên Chúa và bên nhau. Chúng con xin Chúa Giêsu Phục Sinh đến và hiện diện với chúng con trong bữa tiệc ngày hôm nay, như xưa Chúa đã đến và hiện diện với các môn đệ, đã nướng cá và bẻ bánh cho các môn đệ, thì nay chúng con cũng xin Chúa đến giữa chúng con và xin tình yêu của Chúa liên kết tất cả chúng con với nhau, để chúng con tiếp tục cùng với nhau vui sống, cùng với nhau chia sẻ và cùng nhau hưởng hạnh phúc bên Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Nhân cha và con và thánh thần. Amen. Kính chúc tất cả mọi người chúng ta có một bữa gặp gỡ nhau, một bữa tiệc thật là thân thiện và thật là vui. Xin được cảm ơn Sơn Nga rất là nhiều, và xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng an toàn nhé, và chúng ta cùng bắt đầu buổi tiệc trong buổi trưa ngày hôm nay.
Kính thưa các sư, các cô chú, anh chị đang diễn trong buổi trường ngày hôm nay. Và ngày hôm nay thì Thành Nhân đến đây không phải với tư cách là một người dẫn chương trình đâu, mà là một người kết nối những cảm xúc đặc biệt trong một buổi trường như thế này. Và thưa quý vị, thay mặt ca sĩ Cam Thơ, ekip thực hiện chương trình và tất cả mạng thường quân và tất cả mọi người ở đây, thì mình chúc quý vị sẽ có một buổi trường với nhiều điều vui. Và chúng ta cũng dành một tràng thật lớn thân nồng nhiệt chào đón tất cả chúng ta ngày hôm nay, được không ạ? Cảm ơn các sự các cô chú, các anh chị rất là nhiều. Kính thưa tất cả mọi người, ngày hôm nay với tên gọi tiệc nụ cười và trong niềm hân hoan mừng Chúa phục sinh, và hy vọng tất cả chúng ta ngày hôm nay thì cho dù ở hoàn cảnh nào, cho dù chúng ta có những cái chông chênh cuộc sống, thì chúng ta vẫn luôn nở nụ cười trên môi, và đó chính là một động lực vô cùng to lớn để chúng ta có thể vững vàng hơn trong cuộc sống. Và tin chắc rằng là khi mà chúng ta luôn cười, chúng ta luôn vui, thì chúng ta cũng sẽ có nhiều may mắn hơn và chúng ta đạt được những kỳ vọng, những hạnh phúc mà chúng ta mong muốn. Và rõ ràng thưa quý vị, nếu mà chúng ta có theo dõi hành trình của ca sĩ Cam Thơ, không chỉ trong sự nghiệp âm nhạc đâu, mà còn trong những hoạt động thiện nguyện nữa, cho dù ở thân gần hay là những hoàn cảnh xa xôi hiểu lắm, thì Cam Thơ luôn đến để mang đến cho họ những lời động viên, những sự tích cực hơn và giúp cho họ lạc quan hơn trong cuộc sống. Và ngày hôm nay cũng như vậy, với tiệc nụ cười được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh, mong rằng tất cả chúng ta luôn nở nụ cười trên môi và chúng ta có nhiều những niềm vui, những hạnh phúc trong cuộc sống. Và chắc chắn ngày hôm nay thì ca sĩ Cam Thơ cũng sẽ có rất nhiều những tâm tư, những cái điều muốn chia sẻ. Và ngay bây giờ xin mời chị lên sân khấu với cái điều chia sẻ đầu tiên. Cùng vỗ tay lớn chào đón Cam Thơ được không ạ? Dạ, một lần nữa Cam Thơ xin kính chào sư, các ông bà, anh chị em hôm nay với những người bạn của Cam Thơ rất là quý mến. Công nhận là MC nói chuyện có khác. Cho MC một tràng vỗ tay. MC là cái gì nhân em? Thành Nhân. À, MC có một cái tên rất là hay, Thành Nhân. Quá quá hay em. Chúc các ông bà ăn một bữa rất là ngon miệng. Rồi ăn thì mình ăn, nhưng mà mình vừa ăn mình vừa nghe nha. Mình nghe rồi khỏi vỗ tay cũng được không sao, tại mắt cầm chén là cầm đũa rồi sao mà vỗ tay. Nhưng mà thay vỗ tay thì mình la lên là con tự vỗ tay à. La gì nè? La vậy nha. Rồi rồi thật thật thì la cái như 1, 2, 3. Để ăn cô đói. Bây giờ mà đồ ăn đã lên thì tiếng hát của bà Tám Cam Thơ mới cất lên. Tại vì vừa ăn vừa nghe nó mới thấy hay. Còn đang đói mà nghe bà Tám hát thì chắc cũng không hay lắm đâu. Rồi bây giờ là mình hát bài hát. Xin mời các cô chú, ông bà, các anh chị, các em nữa. Các em khiếm thị ơi. Ăn rồi nghe bà Tám hát nghe. Cảm ơn. Và bài hát đầu tiên Cam Thơ muốn gửi đến là một bài hát Cam Thơ rất là thích cái nội dung, cái lời của bài hát này. Đó là bài hát được mang tên Nếu Có Yêu Tôi. Đừng đợi ngày mai đến lúc tôi xa người. Ôi buồn làm sao nói lời tạ ơn. Nếu có bao dung thì hãy bao dung bây giờ. Đừng đợi ngày mai đến lúc tôi xa đời. Đừng đợi ngày không sao mà biết được người. Đợi ngày mai đến lúc tôi xa người. Rồi thời gian có tới nhau ngày nào cũng thấy vui hơn. Thank you.
mình cứ phục sinh mình phải ăn ngon chứ. À, tại vì cái nhà hàng này là lần đầu tiên có Mr. Tâm nè, một người bạn rất là tốt với anh Thơ đã giới thiệu nhà hàng làng nướng Nam Bộ này. Không ngờ mình vô đây mình thấy một cái nhà hàng nó quá rộng lớn luôn, mà có một cái văn phòng rất là đẹp. Cái phòng này có đẹp không phải không bà? Đẹp ha. Cảm ơn Tâm rất là nhiều nha, đã giới thiệu cái nhà hàng này cho Công Thơ. Thật sự là nghe nói làng nướng Nam Bộ tưởng là nhà hàng ăn nhậu gì đó, nhưng mà thật ra người ta thấy có những căn phòng người ta còn tổ chức đám cưới nữa ha, tiệc cưới tiệc đồ nữa. Trời ơi, quá trời đẹp sang trọng ghê. Bây giờ một bài hát nữa, Công Thơ xin hát một bài hát rất là nhẹ nhàng thôi, Để Gió Cuốn Đi. Xin mời các bạn. Sống trong đời sống cần có một tấm lòng, để làm gì em biết không? Rằng em rất vui.
con có một vấn đề như này. Vừa rồi chúng ta đã rất vui, rất sung với những bài hát rồi. Bây giờ con, mọi người muốn con hát tiếp đúng không? Nhưng mà con có thêm một điều kiện này nữa, đó là con muốn gửi đến mọi người một tiết mục khác cho nó thay đổi không khí một chút. Tiết mục này rất đặc biệt. Tiết mục này nó là một tiết mục ảo thuật ạ. Mọi người có muốn xem ảo thuật không ạ? Vừa rồi chúng ta nghe rồi, bây giờ chúng ta xem ảo thuật nhé. Và đây là một tiết mục liên quan đến gọi là thần giao cách cảm, đọc suy nghĩ. Sao là cười con ạ? Là con tin đúng không? Vậy thì bây giờ con sẽ cho mọi người thấy thần giao cách cảm như nào. Nhưng trước khi đến với thần giao cách cảm thì con sẽ giao lưu một chút về ảo thuật với chị Đăng Thơ luôn ạ. Xin mời chị lên sân khấu ạ. Dạ rồi, xong chị, lên đĩa. Chuẩn bị lên đĩa mọi người. Dạ, xem lên đĩa để có an toàn là không hay là có gì đó hơn nha. Chị thấy sao? Thấy hồi hộp hay là vui? Nãy giờ đứng dưới thấy em dễ thương quá, hát hay nè. Trời ơi, đẹp trai, dễ thương. Đúng không các bạn? Đúng không? Đúng không? Đúng. Cho em dặn bút tay thật lớn được không ạ? Cái tội mà khoái trai đẹp nó vậy á, con nói giỡn thôi nha hò. Bây giờ em kêu con lên thì kệ, con còn khoái nữa. Tại vì đứng gần một cái người dễ thương rất hay vậy, muốn làm gì thì làm thôi. Là ok ạ, à, bây giờ cho em bàn tay chị ạ. Ủa nắm tay luôn. Xin tranh thủ cơ hội đúng không ạ? Phải ở trên đây thì mới được nắm tay công khai. Bây giờ chị hãy hình dung ở trong lòng bàn tay của chúng ta đang có một năng lượng phát ra càng ngày càng nóng hơn, nóng hơn, nóng hơn. Chị có đang thấy nóng không ạ? Không. Đúng rồi, em đang làm cái gì đâu. Rồi, ok, em dẫn ra. Vâng, mở mắt ra. Rồi, ở đây có một tờ giấy, em để đây ha. Chị có tin rằng em sẽ có thể làm biến mất tờ giấy này trong tay chị không? Tiền đi chứ giấy biến nó kệ nó. Người ta có gì tiền. Tiền là phải biến ra, tiền không biến mất được. Tiền phải biến ra, giấy biến mất rồi cho biến đi. Bây giờ từ số 3 đến số 5 chị thích số mấy ạ? Số 8. Ủa số 3 số 5, thích số 8. Ủa số 3 số 5 là 3 4 5. Ủa kỳ vậy? Thích số 3. Chị nhìn kỹ vào lòng bàn tay. Ok. Gì ạ? 1 2 3. Ủa? Sao vậy? Ủa? Cái giấy đâu rồi? Giấy. Vậy thôi, kêu mấy cái chén đi. Đây ạ. À, ủa sao tự nhiên nó nhảy xuống cái này nè. Ủa? Lại nhá. Là chị thích số khác đi. Thôi số 5 đi. Ok. Nhìn kỹ nhỉ? Giơ tay nè. Căng tay ra nè. 1 2 3 4 5. Ê! Sao đâu mất đi? Ai vậy? Ai cũng hiểu, chỉ một người không hiểu. Ôi! Sao hay vậy hả? Cho em chạm bút tay đi, sao hay vậy? Mất một giấy rồi. Rồi, cảm ơn chị nhiều. Cảm ơn chị nhiều. Và bây giờ bây là màn chính thức. Vừa rồi là khởi động tí thôi. Wow, vậy hả? Chính thức hả? Là à. chị có đang ở trên này không? Bây giờ chị đi xuống. Bây giờ ok, chị ở trên này tiếp tục với em đi. Và bây giờ con muốn mời hai người nữa lên. Ban tổ chức cho em mượn ba cái ghế lên trên này đi ạ. Chị Ánh ơi, lo luôn chị Ánh ơi. Cho một chị nữa đi. Được rồi, bây giờ Nam đi. Đúng rồi. Một chú đi. Có chú nào xung phong lên không ạ? Yên tâm, rất an toàn, mà tí nữa có khi lại biến ra tiền. Các anh ơi, bạn bên đây. Bạn khiếm thị được không? Ok. Được rồi. Xin mời. Quá tuyệt vời. Đâu xuống. Như mọi người đã thấy trên sân khấu chúng ta đang là 3 thành viên. Số 1, số 2 và số 3. Và bây giờ là tiết mục thần giao cách cảm đấy ạ. Thần giao cách cảm là gì? Là em có thể cảm nhận được năng lượng của mọi người.
Bây giờ cũng cầm tay con này ạ. Rồi, cảm nhận hơi ấm. Cầm tay nào, cầm tay. Và bây giờ chúng ta sẽ chơi một trò chơi như sau. Bây giờ con sẽ bịt mắt lại. Ban tổ chức thiết kế cho em cái gì để có thể bịt mắt một cách để chắc cú hơn, để chắc chắn hơn thì khẩu trang vô mắt luôn. Để em nói xong đã. Một lát nữa, mỗi một lần trò chơi bắt đầu thì một trong ba người sẽ đứng dậy và ngồi xuống hoặc là giơ tay lên thôi. Một trong ba người sẽ làm điều đó là giơ tay lên đi. Giơ cái gì cũng được. Cái gì có thể giơ được thì cứ giơ. Đó thì chúng ta sẽ giơ tay hoặc giơ chân lên, giơ bất kỳ cái gì lên cũng được. Đại khái là phải là người đặc biệt trong hai người còn lại. Và nhiệm vụ của con là sẽ cảm nhận năng lượng của mọi người và đoán. Bây giờ con sẽ bịt mắt ha. Mọi người đã cảm thấy là mắt con chắc chắn bịt rồi, được rồi đó. Chắc không thấy gì đâu. Bây giờ mọi người sẵn sàng chưa? Bây giờ khi mà con đến từ 1 đến 3, một người nào đó trong 3 người sẽ giơ tay lên nhá. 1 2 3. Rồi. Xong chưa? Xong chưa? Rồi. Xin lỗi, xin lỗi. Cảm giác như là con cảm nhận nguồn năng lượng vừa di chuyển là người ở bên giữa. Ok, tiếp tục một lần nữa nhé. 1, 2, 3. Được chưa? Rồi đó. Rồi. Người vừa di chuyển chắc chắn là người vừa đi ngoài. Hay vậy ta? Sao biết được hay rồi? Bây giờ cái gì nó khó hơn đi. Bây giờ không giơ tay nữa. Tại vì giơ tay có thể mọi người nghĩ là giơ tay lên gió nó thổi không con cảm nhận được, đúng không? Bây giờ ba người nhắm mắt vào giúp con. Được chưa? Nhắm mắt chưa? Như này đi. Há miệng. Một trong ba người sẽ há miệng. Và đâu hai người kia sẽ không há. Đấy, lúc này là không cảm nhận được cái luồng khí nào nữa rồi. Được chưa? 1, 2, 3. Há xong gặp lại chứ không phải há. Được chưa? Rồi đó. Từ từ, lần này cảm giác gió đã thổi hơi mạnh. Hơi thở cảm giác nó bị nhiễu động một xíu. Cảm giác như không phải một người mà là hai người mà. Và người chắc chắn có là người bên này, ngoài tù. Bên này, ngoài tù. Hình như còn một người nữa đúng không ạ? Hình như còn một người nữa đúng không ạ? Có, nếu mà không con đã không nhầm, người nữa là người giữa. Hay quá, đúng rồi, cảm ơn em. Rồi, xin mời những em có chụp trên thực tế. Rồi, cảm ơn bạn rất nhiều. Cảm ơn cô rất nhiều. Cảm ơn chị rất nhiều. Rồi, xin cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn Đức Anh rất là nhiều với những cái tài năng của mình đúng không ạ? Một tràng lớn cho Đức Anh được không ạ? Dạ, cảm ơn Đức Anh, cảm ơn rất là nhiều. Và để tiếp tục trình diễn phương xin trình bày nhạc phẩm thầy đưa lỡ cầu cái chuyện lỡ trục vàng á. Đã đưa mang tên cô đơn trên sổ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
xin cái nụ cười được không? Bán con nụ cười cái nha, cười cái. Rồi. Dạ, chú cười con cái nha. Dạ. Dạ. Ok, cho em xin lại ba cái này. Kính thưa các quý sơ, các bà, anh chị em, trong cái buổi tiệc này nó rất là đặc biệt, là thường thường ca sĩ hát ở phòng trà nè, hát cho khán giả vô xem nè, hát cho người nào mua vé này kia, rồi trả tiền uống nước này kia, phụ thu đồ này kia ở trong phòng trà này kia, rồi chương trình ca nhạc cũng phải bán vé. Nhưng mà ca sĩ ở đây thì đặc biệt hôm nay là hát riêng cho các ông bà cô chú, những người già neo đơn, những hoàn cảnh khó khăn. Đó là hôm nay là đặc biệt cái buổi tiệc này, cho nên là cảm ơn ca sĩ Diễm Phương đã đến đây để giúp cho chương trình văn nghệ hôm nay. Và con thì con cũng không biết nói gì hơn là cảm ơn rất là nhiều các cô chú đã đến đây và cảm ơn các ca sĩ. Hết rồi. Dạ. Người này khó khăn này, người kia khó khăn kia,
Nói chung là con đi cũng rất là nhiều, con thấy mỗi người mỗi cảnh khác nhau, không có ai giống ai hết. Thì ngày thứ ba thì con về lại Mỹ rồi, nhưng mà con cũng mong là con cũng có những cái cơ hội như thế này để mà con làm, ví dụ như cái nhân dịp Chúa Phục Sinh, hoặc là nhân dịp Noel, hay là nhân dịp những cái ngày gì đó mà lễ gì đó, thì con cũng muốn là tiếp tục làm những cái buổi tiệc này cho các cô chú ông bà mà nghèo khổ, để mà chúng ta có một cái bữa ăn rất là ấm cúng như thế này, cùng với nhau vui nói chuyện rồi coi này kia. Nếu như là cái chị đó, chị nói thì em rất là cảm động và em vui là khi em làm được cái điều gì đó. Đó chị hả? Ở đây ai là người lần đầu tiên ăn tiệc như thế này hả? Wow. Ủa? Sao nhiều như vậy cơ? Các em cũng có đúng không hả? Ồ, trời ơi, em không có ngờ là như vậy ha. Nếu mà như vậy thì mình có thể bữa nào có một dịp đó đó mình làm nữa được không ạ? Em cũng có thể một năm mình làm một hai lần gì đó thì tùy. Dạ, 5 lần luôn hả chú? Trời ơi, chú nói một năm là 12 lần luôn. Ông nội ơi, chết rồi. Nếu mà con ở Việt Nam chắc con cũng làm tháng lần quá. Tại vì con đi bệnh rồi sao? Thì bây giờ mình sẽ lấy số liên lạc nha. Đó, thì ngoài những các cô chú cũ như vậy nè, thì mình sẽ có những cô chú mới. Nhưng mà cũ thì mình đã quen mặt thì mình làm cũng vui ha. Rồi giờ em Trung là người cũng là một tấm tay mặt của Cam Thơ. Nhờ em Trung mà mình có buổi tiệc hôm nay đó. Xin một tràng pháo tay cho em Trung. Lần đầu tiên thì con xin phép được chào các sơ, các ông bà, cô chú, anh chị và mọi người đang hiện diện tại buổi tiệc ngày hôm nay. Con thật sự là lúc đầu con cũng không nghĩ là con được mời các sơ đến để tham dự cái buổi tiệc của Nụ Cười ngày hôm nay. Nhưng mà ngày hôm nay có sự hiện diện đầy đủ của các sơ thì con thật sự là con rất là xúc động. Con rất là xúc động khi mà các sơ đến và tham dự buổi tiệc cùng với con. Lúc đầu thì chị Cam Thơ hỏi con là liệu cái buổi tiệc của mình có mời được các ông bà đến hay không? Thì con nói là thực sự con biết thiệt và con có dặn các anh chị hỗ trợ con đi mời ông bà một cách trân trọng nhất. Và con xin gọi ông bà là quý vị vì con rất là trân trọng ông bà và con cũng rất là cảm ơn khi ông bà và mọi người đã đến tham dự cái buổi tiệc của con. Đến ngay phút hiện tại con đứng ở trên đây, con cũng không nghĩ là cái buổi tiệc nó diễn ra ấm cúng như là một gia đình như thế này. Thì con cũng rất là vui, con cũng cảm ơn các anh chị ân nhân trên kênh YouTube của chị Cam Thơ đã là những cái nguồn động lực để cho con tổ chức cái buổi tiệc ngày hôm nay. Và con cũng không quên là cảm ơn cha Trần An, tại vì cha Trần An cũng đã tổ chức những cái buổi tiệc rất lớn như thế này, lớn hơn con nghĩ là quy mô chắc gấp đôi ở đây. Và cha tổ chức tại mái ấm của cha, cha cũng tổ chức và cha cũng mời thiệp một cách trân trọng nhất. Thì con cũng làm theo cha và con cũng phó thác hết cho Chúa để sắp xếp cái buổi tiệc ngày hôm nay. Thì thật sự cái buổi tiệc ngày hôm nay diễn ra một cách vô cùng trọn vẹn. Con xin cảm ơn rất nhiều ạ. Và con cũng không quên là cảm ơn các anh chị em, ca sĩ, anh Tâm, rồi Đức Anh, tất cả mọi người đã có mặt ngày hôm nay. Cảm ơn Nhân đã đến. Con xin cảm ơn và nếu như mà con có quên cảm ơn ai thì con xin lỗi rất là nhiều. Nhưng mà sau hết thì con xin chúc các sơ, ông bà, các anh chị đang hiện diện tại nơi đây cũng như là các anh chị đang theo dõi kênh YouTube của bà Tám Cam Thơ một mùa lễ phục sinh tràn đầy hồng ân của Chúa và luôn luôn bình an ạ. Con xin cảm ơn. Dạ, cảm ơn. Và con cũng nói thêm là hôm nay là cái tiệc này là lần đầu tiên, tiệc Nụ Cười lần đầu tiên, thì nếu mà có gì sơ sót thì các ông bà cũng bỏ qua cho con. Nhưng mà lần thứ hai sẽ rút kinh nghiệm một điều này nè. Mình chọn một cái chỗ thật là gần cửa để các ông bà nhiều lúc lớn tuổi rồi đi không có nổi đâu, mà đi vô hơi bị xa, đúng không? Con đừng đi vô còn thấy xa nữa. Các ông bà đi vừa nãy đi thấy cầu nó chết rồi giờ sao mà bắt buộc phải vô đây chứ, chẳng lẽ đến kia không có được. Cho nên phải rút kinh nghiệm điều đó là chọn một cái địa điểm thật là gần cửa để các ông bà vô một cái, người ta chở tới một cái là
đi vô ngồi bàn liền, chứ đi xa như vậy đâu có được. Rồi người tàn tật thì sao, đúng không? Rồi kỳ sau sẽ là một cái chỗ nó lớn hơn. Khi mà mọi người đi ra về á, mọi người cho con xin lại một cái tấm thiệp. Vì khi mà mọi người đưa con tấm thiệp thì cái tấm thiệp đó sẽ đổi lại với một cái món quà. Và khi đưa con một cái tấm thiệp thì cho con một cái nụ cười. Tại vì người ta nói là một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Nên là mình đi về mình cầm 10 thang thuốc bổ với lại phần quà đi về được không ạ? Dạ, con xin cảm ơn ạ. Bây giờ có một số ông bà cũng mệt, cho nên là bây giờ mình phát quà đi, rồi ai muốn về thì về, ai muốn ở chơi thì ở chơi, chứ không thể nào mà như vậy. Tại vì ba má con cũng lớn á, ba con là 90 mấy tuổi mà mất 2 năm nay rồi, má con thì 80 mấy tuổi mà vẫn khỏe, nhưng mà đi bộ xa thì cũng có được, khó lắm. Ba con hồi lúc còn sống đi rất là khó khăn, chân rất là đau, phải đi bằng quắc cơ. Cho nên là con rất là hiểu và con xin lỗi ông bà là con làm cái chỗ này nó hơi bị xa cái cửa. Con xin lỗi rất là nhiều, lần sau con sẽ làm chỗ xa hơn. Ê, con lộn. Trước khi con phát quà cho các ông bà, các cô chú ở đây thì con xin phép được mời Sơn Tính, con xin phép được mời Sơn Ngọc, con xin phép được mời Sơn Nga cùng lên sân khấu giùm con được không ạ? Con xin mời Sơn Kính. Mình lấy bánh ở đây mình phát cho mỗi người một hộp giùm em. Quên, con xin nói một cái này. Con xin nói một cái này về bánh. Bánh là của chị Quân. Chị Quân là một người chị cousin, bà con của một người bạn của em. Và chị là một người làm từ thiện rất là nhiều. Chỉ mỗi tuần một thứ năm là chị nấu cơm, nấu đồ ăn phát cho bệnh viện ung bú. Cho nên là chị nghe cái chương trình này của mình thì chị mới nói là thôi cho chị làm bánh để tặng cho các khách của mình hôm nay. Một người một cái bánh rất là dễ thương tặng cho cái ngày cứu phục sinh. Và món quà riêng thì con sẽ kèm theo. Dạ, đầu tiên thì con xin cảm ơn các sơ đã đến đây chung vui buổi tiệc cùng với con, buổi tiệc của nụ cười. Con xin cảm ơn các sơ rất nhiều. Và Cam Thơ cũng có chuẩn bị một cái phần quà cho cái máy ấm của mình, nên là các sơ giúp giùm con nhận một cái phần quà. Một cái phần quà này thì thật ra là trong đó có 3 triệu để gửi về cho cái máy ấm của các sơ. Các sơ giúp giùm con và chúc cho các sơ thật nhiều sức khỏe và tràn đầy may mắn. Dạ, cảm ơn các bạn. Cô ca sĩ Cam Thơ và tất cả mọi người đang có mặt ở nơi đây. Khi nãy thì sơ của bên máy ấm các em đã trình bày, còn với bên con là cơ sở nuôi các cụ già neo đơn ở Củ Chi. Và hội dòng của chúng con là sống đảo của Mẹ Thánh Teresa Calcutta Ấn Độ, nên là đi nuôi những người già neo đơn, những em cô nhi. Hiện tại chúng con có 7 máy ấm nuôi các cụ già. Hôm nay có sự hiện diện của 4 chị em chúng con trong hội dòng đến đây cũng là để nói lời tri ân tới chị Cam Thơ cũng như tất cả mọi người trong tổ công tác của chị cũng đã nhiều lần đến với máy ấm chia sẻ tình thương, những bữa ăn và những món quà cho các cụ. Hôm nay đến đây chúng em chẳng có gì, chúng em được đón một gói đem về. Và có một điều chắc chắn là chúng con đã nhận được tấm lòng từ chị cũng như là của nhóm và của các vị ân nhân, là sắp tới sẽ giúp chúng con làm một cái hệ thống lọc nước uống cho cơ sở với trị giá là 90 triệu đồng. Con xin hết lòng cảm ơn tất cả quý vị ân nhân có mặt ở đây cũng như là vắng mặt qua chị Cam Thơ và mọi người trong nhóm đã yêu thương và chia sẻ với chúng con. Không phải với chúng con không mà chắc chắn là còn nhiều máy ấm ở nơi quê hương của đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta. Đó là một cái cử rất là cao đẹp, và trong cái vai trò, trong cái công tác của chúng con làm không thể thiếu những cái bàn tay đó để chúng con có thể giúp được những mảnh đời bất hạnh có được một cuộc sống ấm êm hạnh phúc trong ngày cuối đời. Một lần nữa con xin được kính chúc tất cả mọi người cũng như là chị cũng như mọi người được niềm vui và sức khỏe cũng như là học ân của chúng tôi cuộc sinh. Con xin cảm ơn. Dạ, cảm ơn các sơ, chúc các sơ sức khỏe.
con cũng tiếp theo lời của sơ kính là sơ kính ở Tân Thông là nuôi các cụ già neo đơn ở Củ Chi, thì sơ đang lúc nào sơ có nói là đang cần một cái máy nước, mà cái máy nước để dành cho các sơ xài, các sơ các cụ xài ở đó, thì nhờ cái quỹ của các ân nhân mạnh thường quân ở bên hải ngoại gửi vào còn dư lại, thì Cam Thơ xin được gửi cái tiền đó cho sơ để làm cái máy nước, tại vì nguồn nước rất là quan trọng trong cuộc sống của mái ấm, cho nên mình không thể nào mà không có nước xài được, cho nên là cái điều này rất là quan trọng và ý nghĩa trong cái việc mà giúp cho sơ. Cho nên là con rất là cảm ơn các thường quân và ân nhân rất là nhiều. Và tiếp theo cái gói quà hôm nay dành cho các ông các bà đến đây để dự tiệc là một cái bánh của chị Quanh và số tiền là 500.000. Một chút nữa tụi con sẽ đi phát cái số tiền 500.000 cho các ông bà nha. Để có chương trình này để được vào lần sau thì các ông bà giúp con về nhà nhà cháu mình đi ha, theo dõi cái kênh YouTube Bà Tám Cam Thơ. Nếu như mà có cái chương trình mà như thế này nữa thì con sẽ thông báo sớm để cho ông bà nhờ con cháu mình đăng ký để đến tham dự cái buổi tiệc như ngày hôm nay với lại chúng con nha. Dạ, con xin cảm ơn. Ông bà chắc giống má con không biết mở YouTube đâu, khỏi cần. Dạ, thì nhờ cháu mình à. Hả? Nhờ cháu mình nói. Ông bà neo đơn làm gì có con cháu mà nhờ, hơi khỏi đi ông bà ơi. Thì bây giờ xin số điện thoại, xin số điện thoại. Ai mà người được hôm nay được người nào nhờ thì cứ bám cho cái người đó. Nói là chừng nào Cam Thơ tổ chức tiệc nhớ kêu tôi, dặn dò rồi dài bữa gặp nhắc là người ta sẽ nhớ. Và tới bữa đó là sẽ mời tiếp tục các ông bà nha. Hôm nay các ông bà có vui không ạ? Vui dữ không? Rồi bây giờ trong khi khác đi phát 500.000 thì Eric tặng cho các ông bà một bài hát đi. Eric hát cũng rất là hay á các ông bà. Hát đi rồi. Và áo trắng yêu chân sân ngày nào.
Tao giờ mới đi nhà hàng lần đầu tiên nhỏ lớn luôn. Xin cho con biết lắng nghe mẹ Chúa, xin cho con biết thân thương lệnh Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, đừng để con ăn rồi bước. Lời Ngài đường trước lắm niềm vui, trọn vẹn ngàn tim lời Ngài đối với trong cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho trên ta, lời Ngài dạy con trong cuộc sống, xin cho con đến lắng nghe, lời Ngài đừng theo bước ta. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài là chiếu che hy vọng, là đường để con ăn dọn bước cùng cho chân ai. Xin cho con biết say mê cuộc đời đầm những chứng tình yêu, cho mỗi con thấm cười đời ngày thành công.
cảm ơn các em ở trong nhà máy ấm Nhật Hồng. Và để kết thúc chương trình thì con xin phép được mời tất cả mọi người cùng lên sân khấu để hát ca khúc của nhạc sĩ Lê Quang. Rồi sau đó mình sẽ kết thúc chương trình được không ạ? À, bài hát được mang tên Niềm Tin Chiến Thắng ạ. Mời ca sĩ Bảo Trân. Rồi ơi, ca sĩ ngôi sao. Rồi ơi, xin mời Mr. Tâm nè, xin mời ca sĩ Diễm Phương, xin mời Đức Anh. Đức Anh lên. Tôi sẽ hát cho những niềm vui, những nỗi buồn. Tôi sẽ hát cho giọt nước mắt lăn trên môi anh. Đừng khóc nhé em, đừng buồn nhé anh. Vì cuộc đời đâu mãi chỉ có niềm vui. Tôi sẽ hát cho những niềm tin hiện lên dạng ngời. Cho ngọn lửa mãi vẫn cháy trong tim. Sẽ đến cho mọi người hát về một ngày mai tươi sáng rạng ngời. Dẫu có khó khăn thì bạn ơi vẫn luôn tin rằng. Dẫu có đớn đau thì bạn ơi hãy giữ một niềm tin. Chiến thắng sẽ đưa ta đến bên.
Facebook và số điện thoại liên lạc của bà Tám Căn Thơ. Nếu các bạn nào có gì thắc mắc thì hãy liên lạc với Căn Thơ nhé. Rất hân hạnh được tiếp đón tất cả các bạn. Thank you. Bye bye.